Đức Hồng Y Du Maria Trịnh Văn Căng, sinh ngày 19 tháng 3 năm 1921, tại giáo xứ Búc Đông, giáo hạt Hà Nam, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Là con trai duy nhất của ông cổ phê rô Trịnh Văn Điền và bà cổ Anna Nguyễn Thị Thảo. Ngày mùng 3 tháng 12 năm 1949, Ngài được phong chức Linh Mục. Ngày mùng 5 tháng 2 năm 1963, được phong chức Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Hà Nội, với quyền kể vị giám mục chính tòa. Ngài là chủ tịch tiên khởi của Hội đồng Giảm mục Việt Nam từ năm 1980 đến năm 1990. Ngày 26 tháng 5 năm 1979, được vân thăng tước vì Hồng Y. Đức Hồng Y Du Maria Trần Văn Căng là người dịch nhiều bản dịch kinh thánh và bài thánh ca từ tiếng Latin sang tiếng Việt. Ngày 18 tháng 5 năm 1990, Ngài qua đời vì bệnh nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 69 tuổi. Phần mộ của Ngài được an táng tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phần Hà Nội.